Khi dịch SARS hoành hành đến Singapore vào năm 2003, cô Ashidawani Asmawi là y tá tại bệnh viện Tan Tock Seng đã tham gia vào đội ngũ y bác sĩ chiến đấu với đại dịch. Dù 16 năm đã trôi qua, dịch SARS không còn trong trí nhớ của nhiều người, nhưng với nữ y tá này thì nó vẫn luôn ám ảnh như vừa hôm qua. Lúc đó tôi vô cùng sợ hãi vì tôi không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Tôi đã bị lây nhiễm và sốt rất cao. Và khi tôi cảm thấy khó thở, tôi nhận ra rằng tôi sắp chết rồi. Thời điểm đó, cô Asmawi bị nhiễm bệnh trong gần một tháng. Thật may mắn, cô là một trong số ít người trong bệnh viện được khỏe mạnh trở lại. Trong trí nhớ của nữ y tá này, dịch SARS bắt đầu một cách đột ngột khi mà gần như tất cả mọi người đều nghĩ đó chỉ là một loại cúm lây lan thông thường, tương tự với dịch bệnh do virus corona gần đây. Với kinh nghiệm đã từng chống chọi với đại dịch, cô cho biết đội ngũ y tế tại Singapore đã sẵn sàng tinh thần để đối phó nếu tình huống tương tự xảy ra. Khi dịch SARS diễn ra năm 2003, chúng tôi hầu như không có sự chuẩn bị gì trước. Còn giờ đây, chúng tôi đã sẵn sàng chuẩn bị đối phó một cách tốt nhất, với một tinh thần tự tin nhất rằng chúng tôi có thể xử lý được căn bệnh tốt hơn, mạnh mẽ hơn. Trong lúc tình hình dịch bệnh virus corona đang có chiều hướng lây lan trên diện rộng, không chỉ các bệnh viện tại Singapore mà các bệnh viện trên toàn thế giới đang sẵn sàng dốc toàn lực để chiến đấu với căn bệnh.